Theo bạn, điều gì làm nên một người tiến sĩ? Một người có hàng tấn tri thức trong đầu, đeo kính, có một mái tóc xù xù được vẩy thêm chút sắc bạc, mặc áo blues, làm việc trong các viện nghiên cứu, đi đi lại lại và làm những thí nghiệm về các vấn đề bạn thậm chí còn chẳng để ý. Và hơn hết rằng, bạn có tò mò muốn biết một người theo nghiệp tiến sĩ sẽ kiếm tiền như thế nào không? Nếu chân đây là những câu hỏi và suy nghĩ bạn đang có trong đầu thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong bài viết Học tiến sĩ để làm gì và tại sao tân tiến sĩ không theo nghề nghiên cứu học thuật của tác giả Malo Nguyễn đăng trên Spider Room. Một lưu ý nho nhỏ là trước khi bắt đầu là do thời lượng có hạn nên đội ngũ biên tập của Spider Room đã lược bớt bài viết. Vậy nên nếu các bạn muốn trải nghiệm một bài viết full screen không che thì hãy ghé qua website của chúng mình. Link đến bài viết sẽ được dẫn trong phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Summarize và hãy cùng bắt đầu vào video nha. Đầu tiên, học tiến sĩ để làm gì? Tiến sĩ là bậc học cao nhất trong giáo dục. Để đăng ký học tiến sĩ, học sinh cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trước đó, tùy theo quy định của từng quốc gia. Ví dụ như ở châu Âu nói chung, để học tiến sĩ thì cần phải hoàn thành bậc học thạc sĩ trước đó. Còn ở một số nước khác, ví dụ như là Mỹ, Úc thì có thể học tiến sĩ ngay lập tức. Tuy vậy vẫn cần có vài năm học lý thuyết tương tự như là học thạc sĩ vậy. Thời gian học tiến sĩ cũng tùy quốc gia, ví dụ như khoảng 3 năm ở Pháp và 4 đến 6 năm ở Mỹ. Tuy gọi là học tiến sĩ, người đăng ký học tiến sĩ bao gồm có cả hợp đồng lao động. Ví dụ ở Pháp, học tiến sĩ bao gồm đăng ký học với trường đại học, nghĩa là có thẻ sinh viên như một sinh viên cử nhân và ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nơi thực hành nghiên cứu, nghĩa là đi làm 8 giờ một ngày, nhận lương, đóng thuế, có ngày nghỉ phép như một người đi làm. Cơ quan thuê sinh viên tiến sĩ có thể là trường đại học nếu sinh viên tiến sĩ làm ở một phòng thí nghiệm trực thuộc trường đại học, hoặc có thể là một viện, tổ chức nghiên cứu hoặc một công ty tư nhân nếu như công ty đó có dự án hợp tác nghiên cứu với một phòng thí nghiệm công lập. Một khóa học tiến sĩ là một đề tài nghiên cứu kéo dài suốt quá trình làm tiến sĩ. Đề tài nghiên cứu này thường mang tính học thuật với mục đích tìm ra tri thức mới trong một lĩnh vực nào đó. Đề tài nghiên cứu cũng có thể được gọi là một ứng dụng, giải pháp có tính mới trong một vấn đề nào đó. Đề tài này có thể do sinh viên tiến sĩ tự nghĩ ra, tự tìm nguồn kinh phí và tự đến phòng thí nghiệm và giáo sư hướng dẫn để thực hiện. Đề tài cũng có thể do một giáo sư nghĩ ra, đã có nguồn tài trợ và dùng tiền tài trợ đó để tuyển học sinh tiến sĩ thực hiện đề tài. Trong trường hợp nào đi chăng nữa, một sinh viên tiến sĩ trong một phòng thí nghiệm sẽ có một giáo sư hướng dẫn, hay nói cách khác là sếp trực tiếp trong công việc. Do đề tài tiến sĩ yêu cầu tính mới, học sinh tiến sĩ cần có hiểu biết sâu về lĩnh vực nghiên cứu và biết được giới hạn hiện tại của lĩnh vực đó. Công việc hàng ngày của tiến sĩ là đọc các nghiên cứu khoa học trong ngành để cập nhật kiến thức, thực hiện các thí nghiệm, kỹ thuật khác nhau để tìm ra số liệu cho đề tài của mình và ghi chép và có lại kết quả của mình. Sản phẩm của công việc nghiên cứu học thuật này là các bài báo khoa học chuyên ngành đăng trên các tạp chí khoa học để công bố, chia sẻ kết quả của mình với đồng nghiệp cùng ngành, hoặc các bằng sáng chế, cuối cùng là một quyển luận án tiến sĩ. Công việc này cũng chính là công việc nghiên cứu học thuật trong các viện nghiên cứu với mục đích tìm ra tri thức mới. Nhìn chung, công việc của một học sinh tiến sĩ bao gồm tìm kiếm, đọc và phân tích thông tin mới. Có thể nói giống công việc phân tích thị trường, làm các kỹ thuật chuyên môn, giống như những nghề kỹ thuật như là kỹ sư, kỹ thuật viên, ghi chép, viết, tổng hợp và báo cáo kết quả tới những người khác trong ngành và công chúng, giống nghề quảng cáo và viết báo. Môi trường làm việc của học sinh tiến sĩ cũng giống như là làm việc trong một công ty khởi nghiệp. Giáo sư là CEO, học sinh là người làm thuê. Công ty này bắt đầu bằng việc xin vốn từ các quỹ đầu tư nghiên cứu, học sinh có thể đóng góp vào quá trình xin tiền này. Các khoản tiền trên được sử dụng để chi trả cho chi phí hoạt động nghiên cứu, nhân sự và các hoạt động khác liên quan như là tham dự hội nghị hay đi công tác. Học sinh làm ở công ty này 3 đến 4 năm với mức lương thấp, công việc mới mẻ sáng tạo nhưng lại nặng nhọc. Do startup không có bộ phận nhân sự nên mọi việc nhân sự đều qua tay giáo sư CEO, dẫn đến tình trạng dễ mâu thuẫn bất đồng. Đồng nghiệp làm cùng thì cũng trẻ, ít kinh nghiệm và cũng có đề tài của riêng họ. Do vậy, sinh viên tiến sĩ đa phần là tự học, tự ôm mọi việc và làm một mình. Đôi khi kiếm thêm việc hướng dẫn các bạn sinh viên thực tập bậc thạc sĩ cử nhân. Có thể thấy, không chỉ phải làm các công việc kỹ thuật yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu, học sinh tiến sĩ còn phải làm nhiều tác vụ khác ngoài chuyên môn kỹ thuật, chẳng hạn như là giảng dạy, viết báo, vân vân. Đầu vào của học sinh tiến sĩ cũng khá khó, thường yêu cầu điểm tổng kết cử nhân, thạc sĩ cao, đồng thời bài luận, thuyết trình xin tiền tài trợ cũng phải tốt. Tuy vậy, mức lương của học sinh tiến sĩ khá là thấp. Ví dụ ở Pháp, lương học sinh tiến sĩ được quy định là khoảng 2.300 euro mỗi tháng, chỉ cao hơn một chút so với mức lương thấp nhất theo quy định pháp luật. Ở Mỹ, mức lương học sinh tiến sĩ không có quy định như ở EU, trung bình tầm khoảng 30.000 cho đến 50.000 đô một năm, cũng chỉ cao hơn một chút so với mức trung bình của công việc bồi bàn. Thế nhưng, đối với những người quyết định học tiến sĩ,
họ chấp nhận đánh đổi một mức lương thấp trong nhiều năm để phục vụ một mục tiêu lớn hơn. Thứ hai, học tiến sĩ để làm gì? Giới thiệu qua về ngành nghiên cứu học thuật. Kết thúc chương trình tiến sĩ thì sinh viên tiến sĩ sẽ có một tấm bằng tiến sĩ và có thể thêm chữ doctor vào trước tên của mình. Ở nhiều nước thì việc có danh doctor sẽ làm tăng độ tín nhiệm cho người đó. Ngoài ra, học tiến sĩ cũng giúp người học cập nhật được kiến thức của mình lên mức hiểu biết sâu ở một lĩnh vực hẹp nhất định. Tuy nhiên, do lĩnh vực này quá hẹp nên cũng khó mà tìm được công việc y hệt lĩnh vực này ở một nơi làm việc khác. Ngoài các công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tư nhân, đa phần các công việc khác không yêu cầu bằng cấp tiến sĩ. Việc học tiến sĩ thực ra là bước giới thiệu vào ngành nghiên cứu học thuật. Ngành nghiên cứu học thuật là ngành nghiên cứu không tạo ra sản phẩm thương mại, thường diễn ra ở các trường đại học, viện nghiên cứu công lập với mục đích tạo ra kiến thức mới. Một kiến thức được coi là mới khi nó chưa được báo cáo công khai bao giờ và không phải kiến thức hiển nhiên. Nghiên cứu học thuật có thể bao gồm cả những nghiên cứu định hướng ứng dụng với mục đích tạo ra sản phẩm để giải quyết một vấn đề thực tế nào đó. Tuy vậy, sản phẩm đó dừng ở bước chứng minh ý tưởng và có quy mô phòng thí nghiệm. Các bước sau đó thường được đảm nhận bởi một công ty mua lại sản phẩm hoặc bởi công ty khởi nghiệp do chính nhóm nghiên cứu thành lập. Sản phẩm chính của ngành nghiên cứu học thuật là các bài báo khoa học và các bằng sáng chế. Các bài báo khoa học không giống như các bài báo bình thường, chúng báo cáo về thành tích, kết quả nghiên cứu của nhà khoa học với mục đích chia sẻ kiến thức mới phát hiện ra cho cộng đồng nghiên cứu. Những kiến thức mà bài báo này thường viết rất chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, do đó sẽ khó hiểu đối với người ngoài ngành. Các nhà khoa học không được trả tiền nhuận bút mà ngược lại, thường phải trả tiền để được đăng bài. Các bài báo này trước khi được đăng sẽ được kiểm duyệt và phản biện lại bởi các nhà khoa học khác trong ngành. Giới học thuật có câu đăng báo hoặc chết để nhấn mạnh sự quan trọng của việc đăng báo khoa học. Dù một nhà khoa học có thông minh đến đâu, nếu không đăng được báo khoa học thì sẽ không được gọi là thành công. Một nhà khoa học thành công là một nhà khoa học đăng được nhiều báo và những bài báo đó được trích dẫn nhiều trong các bài báo của các nhà khoa học khác. Nhân sự trong ngành này bao gồm những nhà khoa học với vị trí biên chế vĩnh viễn, những kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm, học sinh tiến sĩ, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và những nhân sự hành chính. Do những nhà khoa học chủ chốt có nhiều nhiệm vụ quan trọng ngoài nghiên cứu như là giảng dạy, tham gia hội thảo hay hội nghị, nên thời gian họ dành cho công việc nghiên cứu khá là ít. Nhiệm vụ quan trọng của họ là viết hồ sơ xin tiền tài trợ nghiên cứu. Họ thường dành ít thời gian thực hành nghiên cứu, làm thí nghiệm, viết báo khoa học, mà các nhiệm vụ này thường dành cho sinh viên tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Các nhà khoa học cơ hữu đóng vai trò giáo sư hướng dẫn và kiểm tra chất lượng của kết quả, sản phẩm, bài báo khoa học của sinh viên tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Do đó, có thể nói, sinh viên tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là nhân lực chính của ngành nghiên cứu học thuật. Con đường sự nghiệp và thăng tiến trong ngành nghiên cứu học thuật cũng khá là gian nan. Bước chân đầu tiên chính là làm sinh viên tiến sĩ. Sau khi xong tiến sĩ thì sinh viên đã có một cái nhìn tổng quan về ngành nghiên cứu của mình và cách hoạt động của ngành nghiên cứu. Việc có vị trí cơ hữu luôn sau khi tốt nghiệp tiến sĩ là rất hiếm, trừ khi ứng tuyển vào những trường đại học mới thành lập. Đa phần các tân tiến sĩ phải trải qua những hợp đồng ngắn hạn ở vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Nhiệm vụ của những nhà nghiên cứu sinh sau tiến sĩ này là làm việc cho một đề tài của một nhà khoa học cơ hữu nào đó. Mục đích của việc làm vị trí này là tích lũy số lượng bài báo khoa học và tạo mối quan hệ với những nhà khoa học nổi tiếng trong ngành. Kinh nghiệm quốc tế thường được đánh giá cao trong ngành nghiên cứu học thuật do xu hướng toàn cầu hóa. Vì thế, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thường sẽ cố gắng đi làm ở nhiều nơi, nhiều quốc gia nhất có thể, đồng thời cũng để mở rộng mạng lưới quan hệ rộng nhất có thể. Sau khoảng 5 đến 6 năm hoặc nhiều hơn, bôn ba ở nhiều viện nghiên cứu khác nhau, tích lũy đủ các bài báo khoa học thì một nhà khoa học mới đủ khả năng cạnh tranh trong một vị trí biên chế cơ hữu. Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, mỗi quốc gia lại có một mô hình thăng tiến khác nhau. Có quốc gia thì có thể đăng ký xin vị trí cơ hữu luôn, có những nơi cần làm vị trí có thời hạn trong viện, trường, đại học trong vài năm trước khi được nâng bậc lên vị trí cơ hữu. Thứ ba, tân tiến sĩ ra trường làm nghề gì? Do học tiến sĩ là một công việc đa năng, các lựa nghề nghiệp của tân tiến sĩ sau khi ra trường cũng rất đa dạng. Có những người cảm thấy mình phù hợp với môi trường học thuật, muốn tiếp tục dấn thân lên các vị trí cao hơn thì có thể xin tiếp các hợp đồng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Cũng có một số bộ phận nhận ra mình thích khoa học nhưng không thích môi trường nghiên cứu học thuật hoặc môi trường công lập thì họ sẽ tham gia vào các công việc kỹ thuật hoặc nghiên cứu ứng dụng sản phẩm như là kỹ sư, nhân viên phân tích, v.v. ở các công ty tư nhân. Ngoài ra, cũng có một số bộ phận tân tiến sĩ nhận ra mình không phù hợp với việc làm những công việc nghiên cứu. Họ tìm những công việc khác yêu cầu kiến thức khoa học và liên quan đến khoa học nhưng không làm việc trực tiếp nghiên cứu, ví dụ như là thiết kế các đoạn phim, hình ảnh minh họa khoa học, viết các bài báo đại chúng để giải thích, đơn giản hóa các khái niệm khoa học hoặc làm bán hàng, quảng cáo với những sản phẩm khoa học. Hình minh họa này được dùng để thống kê về phân bổ công việc của tân tiến sĩ tại Anh và tất cả các ngành nghề. Nhìn chung,
Có thể thấy được chỉ có khoảng một nửa tân tiến sĩ theo con đường khoa học, còn lại thì họ làm những công việc ngoài khoa học. Điểm đáng chú ý là có tới 3,5% tân tiến sĩ có thể chạm tới vị trí biên chế cơ hữu và 0,45% tân tiến sĩ có thể chạm đến vị trí giáo sư. Mức lương của vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nhìn chung cũng khá thấp. Theo Glassdoor, lương trung bình của vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Mỹ là khoảng 60.000 đô một năm. Tất nhiên đây là mức trung bình, các ngành khác nhau có thể sẽ khác. Hơn nữa, quá trình làm việc ở vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ này sẽ gây ảnh hưởng tới mức lương của các công việc ngoài học thuật sau này. Một khó khăn nữa của những bạn chuyển ngành từ tiến sĩ là nhiều nhà tuyển dụng cho rằng kinh nghiệm học thuật là quá hàn lâm hoặc chuyên sâu, không phù hợp với môi trường làm việc khác. Họ không coi kinh nghiệm làm việc của tân tiến sĩ trong phòng thí nghiệm là kinh nghiệm, mà chỉ coi tiến sĩ là một tấm bằng. Mặc dù thời gian học tiến sĩ đã bao gồm nhiều kỹ năng, hoạt động khác, không chỉ là làm các công việc kỹ thuật, nhưng kỹ năng này thường bị bỏ qua trong quá trình tuyển dụng, một phần do nhà tuyển dụng và một phần do chính các tân tiến sĩ không nhận ra và làm nổi bật những kỹ năng đó trong quá trình xin việc. Con đường để đến với vị trí biên chế cơ hữu rất là gian nan, với mức lương thấp, hợp đồng ngắn hạn, bập bênh. Ngay cả khi cố gắng để theo thì cũng chưa chắc đã có được vị trí biên chế cơ hữu do tỷ lệ khá thấp. Khi chán nản, nhận ra con đường học thuật khá là khó khăn và chuyển sang ngành khác thì sẽ thua kém, bị bất lợi, lương thấp hơn so với những người cùng thâm niên ở ngành đó. Tuy vậy, toàn bộ số liệu trên là số liệu chung cho tất cả các ngành khoa học. Khi nhìn vào mỗi ngành riêng như là kinh tế, công nghệ thông tin v.v. có thể có những số liệu sẽ khác đi, đôi khi sẽ là tích cực hơn. Mỗi quốc gia cũng sẽ có hệ thống nghiên cứu học thuật khác nhau, cơ chế thăng tiến khác nhau, nên những con số trên không nói thay cho tất cả. Phần 4. Kết luận. Cuối cùng, mình xin kết luận bằng một phần hỏi và đáp. 1. Có nên học tiến sĩ hay không? Nếu bạn đang là cử nhân hoặc thạc sĩ thì mình nghĩ bạn có thể thử thực tập vài tháng trong một viện nghiên cứu công. Ở Việt Nam thì có lẽ thường là không lương, còn không thì ký hợp đồng lao động với một mức lương cũng không cao lắm. Sau khi trải nghiệm một thời gian, nếu thấy thích công việc nghiên cứu, cảm thấy thoải mái với môi trường học thuật thì hãy học tiến sĩ. Học tiến sĩ không phải là một bước để bạn kiếm tiền mà chủ yếu là để thỏa mãn sở thích, đam mê làm khoa học. Thứ hai, đang học tiến sĩ, có nên làm tiếp nghiên cứu sinh sau tiến sĩ sau khi tốt nghiệp không? Nếu bạn thích hướng nghiên cứu của bạn và hướng nghiên cứu này chỉ có thể làm trong các viện nghiên cứu công, thường là các nghiên cứu sâu về lý thuyết, thì bạn chỉ có thể tiếp tục bằng cách làm các nghiên cứu học thuật. Hãy chuẩn bị sẵn các nơi có thể làm sau tiến sĩ để nộp hồ sơ và xin tiền tài trợ ngay khi đang học tiến sĩ. Nếu bạn thích nghiên cứu, nhưng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, ví dụ như là công nghệ thông tin, y sinh, dược, thì không nên theo các vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, mà mình khuyên các bạn nên tìm đến những công ty tư nhân có làm nghiên cứu. Việc này khó vì thường chỉ các công ty lớn mới có bộ phận nghiên cứu, còn lại đa phần chỉ là phát triển sản phẩm. Ngoài ra, có các công ty khởi nghiệp cũng có thể làm nghiên cứu trong ngành dược, ví dụ các công ty biotech. Nếu bạn nhận ra mình có kiến thức khoa học nhưng không hẳn là thích môi trường học thuật, thì bạn hãy làm những công việc sử dụng kiến thức học thuật để làm việc. Như là số liệu trên thì khoảng một nửa tân tiến sĩ không làm công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học sau tốt nghiệp, đổi ngành là chuyện bình thường. Có nhiều công việc có thể tận dụng được lợi thế của việc học tiến sĩ như những công việc yêu cầu kỹ năng viết, kỹ năng phân tích, độ tín nhiệm, kỹ năng thuyết trình, giảng dạy. Bây giờ, các tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho tân tiến sĩ khá là nhiều vì xã hội đang dần nhận ra tân tiến sĩ là nguồn tài nguyên chất lượng cao mà lại rẻ. Có bằng tiến sĩ thì có giàu không? Mình nghĩ học tiến sĩ không phải là một đầu tư tốt để làm giàu. Việc học tiến sĩ chính là bước chân vào nghiên cứu học thuật. Các công việc ngoài nghiên cứu học thuật đa phần không yêu cầu bằng tiến sĩ. Về ngắn hạn, nếu so sánh mức lương, khả năng có việc làm của một bạn thạc sĩ đã đi làm 4-6 năm và một bạn vừa tốt nghiệp tiến sĩ sau 4-6 năm học, thì thường mức lương của bạn thạc sĩ đã đi làm 4-6 năm cao hơn. Về dài hạn, trong các công ty tư nhân, các vị trí cấp cao cũng chỉ yêu cầu đến bằng thạc sĩ, trừ các vị trí quản lý trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển của các công ty lớn. Tuy vậy, khi đã đi làm khoảng 10-15 năm để có thể vươn tới vị trí quản lý cao cấp, tức là lúc này khả năng làm việc quan trọng hơn bằng cấp. Ngoài ra, cũng đã trình bày ở trên, làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ sẽ gây giảm lương sau khi chuyển đổi ngành. Thứ tư, có bằng tiến sĩ thì dễ tìm việc hơn không? Tùy văn hóa từng nơi và từng quốc gia mà bằng tiến sĩ được đánh giá cao hay là không. Ví dụ như ở Pháp, tỷ lệ thất nghiệp của tân tiến sĩ là thấp nhất. Lương của tân tiến sĩ ở Pháp cao hơn lương của tân thạc sĩ do tân thạc sĩ thì chưa đi làm, trong khi tân tiến sĩ là có bằng thạc sĩ rồi. Do đó nếu ở Pháp, học tiến sĩ có giúp đỡ trong quá trình tìm việc. Nhiều nhà tuyển dụng sẽ có những lý do khác nhau để không tuyển tân tiến sĩ hoặc dùng những luận điểm để hạ lương tân tiến sĩ khi thỏa thuận lương. Ví dụ, mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc, có trình độ cao quá, không phù hợp với vị trí công việc, có kiến thức nền sâu nhưng không rộng.
có học vị cao nên có cái tôi quá cao, khó đào tạo, khó hòa nhập vào môi trường công ty, mới chỉ tập trung vào kỹ năng cứng, không có các kỹ năng mềm. Mỗi công việc, mỗi buổi phỏng vấn, mỗi hồ sơ đều khác biệt và cách ứng xử, đối đáp với những câu nói kiểu này có thể có lợi cho tân tiến sĩ, nhất là nằm ở chính bản thân họ. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, share, subscribe, comment các thứ để chúng mình có thêm động lực để ra thêm những video chất lượng hơn nhé. Mình là Samurai, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.